Chỗ này nó có bãi đất của người ta bỏ hoang anh em ơi. Đi vào mà cái chỗ này nó hay có cây đẹp lắm. Tôi lang thang có cây gì không? Ui, chỗ này có gốc ổn đẹp phết này anh em này. Ui, khúc này mình cắt lọc ra là đẹp lắm này. Chỉ thấp thôi. Cứ để đây có gì mai mốt đào chứ hôm nay tôi cũng chả mang dụng cụ. Đi lòng vòng xem còn cái cây nào. Mà anh em hành trình cùng tôi nhá. Đi một hồi không có anh em ạ. Tôi đi về phía đằng kia xem nào. Vòng lại phía đằng kia xem. Đằng đấy rừng còn nhiều lắm. Chỗ này là người ta làm vườn rồi anh em ạ. Nhưng mà chắc do đất nó xấu quá người ta lại bỏ. Cây ổi anh em ạ. Gốc được phết anh ạ. Cái này cắt ngắn lên đây thôi. Cho nó lùn xuống. Chưa đẹp phết. Này không mang dụng cụ mới chết. Này có xà beng mới đào được đất, chỗ này nó toàn đá không anh em ạ. Chắc tôi cắt cái này thấp xuống hôm sau đào. Trên cái có mấy quả anh em. Chỗ này đất nó xấu quá. Đây tôi mới cắt xong rồi anh em. Đẹp phết anh em ạ. Chắc mai mốt là tôi đào cái gốc này, tôi đào cả bộ đất luôn anh em ạ. Cho nó sống chắc. Có gì anh em xem thì nhớ đăng ký kênh để xem video tôi đào cái cây này nhé. Chắc mai hoặc mốt. Sau này khi cây này mình trồng nó sống thì mình phế cái thân này đi anh em ạ. Để bạn lại ba thân này. Phế sát đi. Nắng quá anh em. Chắc video tôi chia sẻ cứ ở đây tạm biệt tất cả anh em nhé.